Xin chào tất cả các bạn. Và Hữu gần đây nhận được rất là nhiều inbox từ các bạn thắc mắc hỏi Hữu. Không phải là hỏi Hữu quả này là cái gì đâu nha, mà là hỏi Hữu là gần đây Hữu giảm cân như thế nào, làm sao có thể mặc được bộ đồ ôm sát body như thế này. Hữu chỉ có là sử dụng đúng một cái bí quyết này thôi, mà Hữu nghĩ rằng là tất cả các nghệ sĩ anh chị em đều cùng Hữu có một cái bí quyết này, đó chính là sử dụng cao gần nghệ đỏ của tổng công ty Thiên Nhiên Việt. Từ thời điểm mà Hữu chưa biết đến em cao gần nghệ đỏ này á, thực sự Hữu rất là khó tính trong chuyện mà mình đi lưu diễn hay gặp gỡ tất cả những bạn bè hay là khán giả của mình, bởi vì là Hữu phải mặc những bộ trang phục để làm sao lấp đi những cái khuyết điểm của bản thân mình trên cơ thể, như là vùng mỡ ở trên bụng nè, rồi ở trên bắp tay của mình nè. Rồi nhưng mà sau khi Hữu biết được cao gần nghệ đỏ và sử dụng cao gần nghệ đỏ rồi á, thì Hữu cảm thấy là rất là tự tin luôn, và Hữu giải quyết hết tất cả những vấn đề trên. Một điểm cộng mà Hữu cảm thấy rất là hài lòng và yên tâm từ em cao gần nghệ đỏ này, đó chính là chiết xuất thành phần thiên nhiên hoàn toàn từ gừng tươi và nghệ đỏ dựa trên công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam. Và điểm cộng thứ hai mà Hữu rất là yêu thích từ em cao gần nghệ đỏ này, đó chính là thiết kế thông minh và tiện lợi. Khi mà Hữu sử dụng nó thì Hữu chỉ cần mở cái nắp này ra và sau đó là mình xoay theo chiều kim đồng hồ on và off, và sau đó là mình lấy một lượng vừa phải từ cái cao này lên vùng mà mình cảm thấy là mình cần phải giảm mỡ, và mình sử dụng cái đầu xoay này massage, và mình chỉ cần lăn trong vòng 15 đến 20 phút. Thế là xong. Các bạn cảm thấy có đơn giản không? Điểm cộng thứ ba đó chính là thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi của em cao gần nghệ đỏ này. Bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào Hữu cũng có thể mang theo em cao gần nghệ đỏ để sử dụng hết. Và Hữu nghĩ rằng là cái đầu lăn này rất là tiện lợi cho các mẹ bỉm sữa luôn nha. Bởi vì các mẹ bỉm sữa luôn lo lắng là mình sử dụng thì sẽ dính vào tay và ảnh hưởng đến các bé. Và các bạn cứ yên tâm. Đặc biệt là chúng ta sử dụng em cao gần nghệ đỏ này sẽ cảm nhận được làn da sẽ mềm mại và mịn màng hơn rất là nhiều. Và đối với các chị em phụ nữ đang mang thai hoặc là sau sinh cũng sẽ giảm mờ dần các vết rạn da và sẽ lấy lại vóc dáng thon gọn hơn rất là nhanh. Rất nhiều điểm cộng từ em cao gần nghệ đỏ của tổng công ty Thiên Nhiên Việt. Bởi vì cách thiết kế rất nhỏ gọn và thông minh, và thành phần chiết xuất thiên nhiên và rất là an toàn cho sức khỏe, lấy lại vóc dáng thon gọn cho chị em phụ nữ rất là hiệu quả. Hy vọng sự chia sẻ của Hữu vừa rồi có thể giúp ích cho chị em phụ nữ lấy lại vóc dáng thon gọn và sự tự tin từ